đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự cùng đoàn có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại nhà riêng của Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi ân cần, gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại tướng Lê Văn Dũng và gia đình. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Đại tướng sống khỏe, luôn theo dõi, tiếp tục quan tâm và đóng góp ý kiến quý báu vào sự phát triển, trưởng thành của quân đội để cán bộ, chiến sĩ, toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre nói riêng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tướng Lê Văn Dũng cảm ơn đoàn công tác trực tiếp là cá nhân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm tặng quà và chia sẻ nhiều thông tin quan trọng. Đại tướng vui mừng trước những kết quả của quân đội đã đạt được và mong rằng thời gian tới, cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.